Hồi chưa có một chú, ông viết lá thơ ngắn thôi. Ông đưa một cái bịch, trong đó giống như là bịch bánh. Rồi ông buộc lại. Rồi trong đó có kèm lá thư ngắn thôi. Là ông nói rằng lúc gia đình con khó khăn gặp Phật pháp, quỳ trước Phật. Con thiếu phước duyên quá nên cầu nguyện Đức Phật A Di Đà cho con mượn một chút phước của Ngài. Rồi con giờ phát nguyện ăn chay niệm Phật tu hành, nhưng mà thiếu phước duyên không có làm ăn cái gì đặc biệt. Xin Phật cho con mượn một chút phước và chuyển hóa con có một cái nghề làm sao để làm ăn mà đỡ tối đa cái chuyện tạo nghiệp chứ. Tâm chân thành là từ ngay phát tâm ăn chay trường niệm Phật luôn. Chú chân thật nó là chân thành thì cảm thông. Cái tâm chân thành cảm thông nha quý vị. Bây giờ quý vị cứ nghĩ những đức một mình lo không xong mà bây giờ lo cho hơn ngàn người. Thì quý vị phải thấy là chân thành cảm thông, nó cảm thông rõ ràng luôn. Vì thì cái việc của một người trong gia đình nhỏ quá, nếu chân thật là có cảm ứng thì chắc là làm ăn được. Nên có một tờ giấy, rồi trong đó có một cái bịch đen buộc lại, ở trong đó có một cái hũ. Thì vì biết Nhuận Đức tưởng đâu là hũ bánh kẹo vậy đó. Nhưng mà hồi đó giờ ai đưa gì Nhuận Đức á, thì thí dụ như bao thư đồ là Nhuận Đức ít coi lắm nha. Nhưng mà thí dụ như thấy cái bịch gì bự bự đen đen là Nhuận Đức ưa coi, ngồi Nhuận Đức, tại Nhuận Đức coi là Nhuận Đức nghĩ rằng nó chắc là bánh kẹo gì, hoặc là cái giống như cái loại đồ gì mà nó là trong Phật giáo quý vị, Đức lại thích coi. Như hồi đó như Đức mới xuống cũng có một cô nhìn lạ lắm, cô đem lại một bịch đen thui buộc, và trong đó trên có mấy cục xà bông thơm. Cô đưa rồi xong cô nói nè, con gửi cho thầy mấy cục xà bông thầy tắm khỏi bị ngứa. Nó bụng ủa của mình có ngứa gì đâu, đưa xà bông tắm để ngứa. Nói câu vậy ra mình thấy nó lạ lạ, hiểu không? Mình về mình mở mình coi thử thì hình như bà cúng đâu tính ra cũng 20 cây củi. Thì hồi chưa thấy chú này cũng cúng hình như là 10 cây củi. Lúc này thiếu củi giùm, đưa củi để mà chụm nấu cơm. Nên từ nơi đó Nhuận Đức thấy chắc là người ta làm ăn được. Mà rất là nhiều người đã gặp Nhuận Đức nói rằng từ khi đi đến chùa mình ăn chay niệm Phật thôi, rồi gia đình nghe Phật pháp, gia đình hòa thuận, rồi tự nhiên làm ăn cũng được. Con hiểu được vô thường trong cuộc đời nên con biết tu nhân tích đức. Mà người ta rất đơn giản bình dị vậy à, không có nói ghi công đức ghi cái gì đâu, nhiều lắm. Nó đa phần là gì, rõ ràng cái quan trọng là mình đi đến nơi nào được nghe giảng dạy, cái quan trọng làm có tâm chân thành. Những đức nói rằng vậy thì quý vị ăn chay niệm Phật mà nguyện như vậy, cái phước nó sanh từ đâu ra? Tự tánh, trong tự tánh. Mọi người chúng ta niệm A Di Đà Phật là chúng ta là một vị A Di Đà Phật, từ tự tánh hiển lộ ra, mà tự tánh công đức viên mãn. Cái tâm đó nó sanh công đức phước báo từ tự tánh, đó là nhỏ lắm. Phàm phu làm Phật còn được mà không chi là cái phước duyên đó. Nhưng do mình chi cầu, nó đòi hỏi thì nó sẽ chưa phát sinh ra được từ tự tánh. Nhưng khi niệm niệm vì người nhiệt tình hết mình, tự tánh hiển lộ. Tự tánh mà hiển lộ phước lớn dữ lắm. Đó. Nên cái việc làm thiện mà không chi cầu gọi là công đức, mà công đức là có phước báo, không bao giờ thiếu. Con người này sống trong cuộc đời chưa giảng sanh nhưng đã tự tại. Chưa giảng sanh cũng đã tự tại.
100% luôn. Nếu ai đã có cái cảm giác này thì sẽ hiểu liền à. Sẽ hiểu được người ăn chay niệm Phật cầu sanh cực lạc, dù chưa giảng sanh nhưng có cái tự tại. Nếu như người đó mà không tự tại là người đó chưa thật sự cầu sanh cực lạc. Họ chưa thật sự cầu sanh cực lạc nên họ bám đầu này họ dính đầu kia, nên họ chưa có thật sự cầu sanh cực lạc nên họ chưa có tự tại. Nếu thật sự ăn chay niệm Phật mà vì chuyện giảng sanh, nhưng Đức nói bảo đảm 100%, quý vị sẽ có sự bình an, vui vẻ trong cuộc đời này chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn á. À, thường quý vị nhớ nè, cái gì mà chúng ta lo sợ là sẽ dính, cái gì chúng ta bận tâm sẽ đến với mình. Tướng do tâm sanh. Tại sao không dùng cái tâm nhớ Phật để an tâm? Tâm an thì cảnh an, mà tâm bất an thì cảnh bất an liền với đó. Mà tâm mà bất an là tướng bất an. Tâm mà bất an là không thể nào mà tướng thanh bình được đâu. Tướng sẽ bất an liền à. Mà con người mà tâm an là tướng ngày càng đẹp. Con người mà tâm bất an là tướng, tướng đẹp phá tướng thành xấu. Nên một con người mình muốn mình trẻ, đẹp, tướng từ từ càng hảo thì phải tâm an, phải luyện cái tâm an. À, 100% là cái hiện đời này luôn thay đổi nè. Và dù người đó lớn tuổi già luôn nha, già luôn mà tới tuổi già họ niệm Phật, họ ăn chay, họ an tâm, họ dặn chuyển tướng luôn. Già cũng chuyển tướng nè. Đây là trong chùa mình rất là đông người già mà con cái vô thăm đều nói ông bà cha mẹ thay đổi quá, quá thay đổi nhiều. Đó, đó là hiện tại ở cõi này thôi. Ăn chay niệm Phật cầu sanh cực lạc đó có sự thay đổi rất là lớn. Nên những Đức đọc chương kinh này cho quý vị nghe nè. Thọ dụng đầy đủ, lại nữa A Nan, đây là Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài phô diễn tịnh độ. Nên nguyện của Phật A Di Đà, nhưng Đức Thích Ca Mâu Ni ngài dùng tướng lưỡi rộng dài để thâm nhập cảnh giới, vì Phật với Phật là thâm nhập cảnh giới nhau hết trơn. Nên việc gì của Phật A Di Đà làm là Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nắm như trong lòng bàn tay, ngài biết rõ ràng hết chứ. Nhưng mà để cho Phật A Di Đà làm chứ các ngài không có tranh cạnh nha. Nhưng các ngài dùng tướng lưỡi rộng dài để tán thán cái hành động việc làm của các vị Phật để mà chúng sanh ở quốc độ các ngài học theo. Nên ngài nói là lại nữa A Nan, chúng sanh đã sanh, đang sanh, sẽ sanh qua nước cực lạc đều có hình tướng đẹp đẽ đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại. Chứng nhất làng đoạn nha. Đó. Khi mình sanh về cực lạc nha, là thứ nhất là mình đẹp đoan nghiêm. Đẹp là thấy phái à. Đẹp rồi. Đoan nghiêm là con người này nó nghiêm túc. Đẹp mà còn nghiêm túc, giống như con người ta đẹp mà có nết na. Nói câu thế gian hay không? Đẹp mà có nết luôn. Nên đẹp mà đoan nghiêm. Đó. Cái này là cái đặc biệt rồi đó ha. Phước đức vô lượng, thấy không? Cái phước đức quá là lớn luôn. Con người mình có phước đức là vì coi ở cái cõi này thôi. Người ta cái gì hạnh phúc, cái gì mà bình an, người ta nói nhà đã có phước ghê, đúng không? Mà cái phước thế gian này nó cứ chiếu à. Còn cái phước cái cực lạc nó rất là lớn. Mà cái câu này thì Đức Thích Ca Mâu Ni nói là phước đức vô lượng, nghĩa là nó không có giới hạn. Người ở cái thế giới cực lạc, cái phước đức họ không có giới hạn. Rồi trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, có nghĩa là con người có trí huệ là không bao giờ khổ. Tại vũ trụ nhân sinh chúng ta nắm rõ chứ. Cái trí tuệ nó mới nắm rõ vũ trụ nhân sinh. Và cái trí tuệ nó giúp cho mình rất bình tĩnh và tự tại. Vì sao? Vì khi con người có trí tuệ, quý vị đi đến đâu, quý vị giao tiếp ai, quý vị gặp loại người nào, quý vị cũng sẽ tự tại. Tại vì sao? Quý vị có đủ khả năng để biện luận. Cái trí tuệ mà lo gì? Ví dụ như mình đi đâu mình ôm một đống sách theo mình vẫn lo. Tới đống sách chưa chắc bắt vợt mà mình giải thích được. Nhưng trí tuệ nó gặp bất cứ dạng nào nó cũng giải thích được. Gặp ai cũng nói chuyện được. Đi đến đâu, chỗ nào, họ nhìn cảnh là sanh tâm, là nói được những gì họ cần muốn nói. Nên có trí tuệ là sẽ giúp cho mình rất bình an, vô sự. Và mình sẽ khám phá tư tưởng của vũ trụ nhân sinh. Mình sẽ biết được định luật nhân quả rõ ràng hết trơn. Từ nơi đó mà con người của chúng ta mình sẽ rất là đặc biệt. Khi chúng ta đã có được, có trí tuệ một chút thôi cũng đủ xài ở cõi này rồi. Thấy không? Chưa nói tới thế giới cực lạc có trí tuệ đó đâu. Một chút thôi ở cõi này chúng ta có trí tuệ một chút thôi cũng hưởng đặc biệt lắm rồi. Thần thông tự tại. Thần thông đó là gì? Muôn biến vạn hóa. Chúng ta dùng cái câu mà dễ hiểu nhất của cõi nhân gian này, cõi đời này là muôn biến vạn hóa. Khi đã học Phật rồi, năng lực muôn biến vạn hóa trong tất cả nhân duyên
chúng ta có thể trao lượng sống ở trong cảnh duyên thuận nghịch mà không bị buộc ràng làm mình khổ đau. Đó là thần thông. Nha. Nếu bây giờ mình giải thích về thần thông mà như tôn giả một kiện liên mà bay bay á, thì cái cõi này chúng ta phan nói điều này. Vì cõi này chúng ta nói điều này giống như nó mê tín vậy đó. Không có nên nói như vậy. Mà thần thông này là thần thông xác thực trong cuộc sống nhân sinh. Đó là muôn biến vạn hóa trong mọi cảnh duyên. Nói tóm lại là trí tuệ là tinh sâu nhân quả. Mà thần thông có đủ năng lực muôn biến vạn hóa. Tuyệt vời. Đúng không? Trước nhất mình về thế giới cực lạc là con người mình nói tóm lại là quá tuyệt vời rồi. Quá tự tại rồi. Cái phước và trí huệ của mình thôi đi đến đâu cũng ban bố đặc biệt. Vì sao? Quý vị có thể độ sanh dễ. Vì cái phước có thể ban bố cho chúng sanh mà không hết. Gọi là vô lượng. Trí tuệ quý vị có thể du thiết cho chúng sanh nghe mà không chán. Hai điểm này thôi là quý vị đi độ sanh ở mười phương khắp pháp giới được rồi. Nếu không có phước sao độ sanh? Không có phước muốn làm cái gì cũng không được chứ á. Nó đều trở ngại hết trơn á. Mà không có trí tuệ, không có trí tuệ sao du thiết? Không có trí tuệ mình run mình sợ, gặp mọi người đông là mình sợ rồi. Sao du thiết cho người ta nghe? Nó chữ du đây là mình đi đâu mình cũng thiết được, chứ thiết là giảng đó, là dạy đó. Nên đi đâu cũng có thể giảng dạy được, đi đâu cũng có thể hướng dẫn người được an vui được. Đó là trí tuệ phước báo, hai cái phải kết hợp. Thế giới cực lạc quá tuyệt. Mà chúng ta chưa về cực lạc chúng ta có một chút rồi đó. Có hơ. Có hơ chứ. Có hơ cực lạc rồi đó, là thấy ngon. Rồi tới đó đọc thêm tiếp tục cho vị nghe nè. Tất cả thọ dụng đều đầy đủ cả. Rồi nghe câu này là thấy mê. Vì coi nhà ai mà nói thọ dụng. Thọ là cái hưởng ấy vị. Từ ăn uống ở nghỉ ngơi đồ phương tiện là thọ. Dụng là cái tiếp nhận được hưởng dùng á. Nó đầy đủ chứ. Mà Phật nói thọ dụng đầy đủ là biết không có thiếu gì. Nghĩa là ở cõi này có giàu cỡ nào cũng thiếu chứ. Thiếu nên người ta làm hoài người ta đâu có nghĩ. Đúng không? Đúng không? Bây giờ quý vị coi ở đất nước Việt Nam chúng ta có ai giàu nhất? Quý vị hãy đi tra xét đi. Rồi quý vị hỏi họ có làm không? Nó làm hoài là họ chưa có đủ. Nhưng mà câu nói này là tất cả thọ dụng đầy đủ. Tất cả là cái gì? Cái quốc độ cực lạc cái gì cũng thọ dụng đầy đủ hết chứ. Nhưng mà những đức cái mẹo nói với vị nghe, quý vị ở cõi đời này sẽ thọ dụng đầy đủ nè. Cái hơ thọ dụng đầy đủ là cái gì? Biết đủ thường vui. Dù nhà giàu cột siêu mà ba bữa cơm biết đủ nó cũng đủ nữa. Nhưng nó không biết đủ, dù cho giàu cỡ nào nó cũng không biết đủ luôn. Chỉ cần cái chữ không đủ thôi là nó sẽ hoàn toàn không có đủ. Nhưng chỉ cần đủ là quý vị ở cõi này quý vị đã có hơi cực lạc rồi. Là vui liền nha, nhớ nha. Này quan trọng nè. Tất cả thọ dụng đầy đủ, cung điện phục sức, hương hoa phan lộng, đồ dùng trang nghiêm tùy ý mà có. Nói tóm lại là những cái phương tiện tốt đẹp đó. Vừa nghĩ là có. Vậy mà bây giờ tham cái gì nữa vậy? Vừa nghĩ là có rồi. Tất cả phương tiện đầy đủ, vừa nghĩ là có liền. Vừa nghĩ là có, quá tuyệt. Không? Chúng sanh cõi đó muốn ăn thì có bát bằng bảy báo tự nhiên hiện đến. Bây giờ mình muốn ăn cái hộp cơm mà thấy cầm nghiêu nghiêu. Còn này ở thế giới cực lạc muốn ăn là có bát bằng bảy báo tự nhiên hiện đến. Thấy không? Với đầy đủ cả trăm món uống ăn. Nên những đức nói Phật A Di Đà ngài có trí tuệ. Ngài biết mình cõi này ham ăn. Nêu lên cái vụ ăn uống thôi là bát bằng bảy báo rồi. Làm cho con người ta ai cũng hự muốn coi bảy báo làm sao. Xin thưa quý vị biết rằng bảy loại báo ở thế giới cực lạc là bảy loại báo quý nhất mà ở cái cõi đời này không bao giờ có. Mà ngài chọn bảy cái thứ báo đó của tất cả quốc độ chư Phật loài quý hiếm nhất để mà tu hành phát cái nguyện. Cái quốc độ ngài có bảy loại báo. Chỉ số 7 này chắc là viên mãn. Nên phải nói là vô lượng chân bảo mới đúng. Đúng không?
Hãy nói vậy đó ha. Nó nghĩa là thức ăn thì bằng 100 món thức ăn ha. Tuy nói thức ăn nhưng thực không ăn. Đó chứ bị nghe những đứa nói từng nói. Chắc chắn là không có ăn, đúng không? Tuy nói thức ăn nhưng thực không ăn. Cái này mới tuyệt vời chứ ăn thì không ngon. Chỉ ý thọ dụng nè, chỉ ý cái ý niệm á, thọ dụng, dùng ý niệm để thọ dụng. Thí dụ như bây giờ mình nghĩ tới một chỗ nào đó vui vẻ an lạc, tâm mình tự nhiên mình cười một cái, đó là dùng ý niệm nghĩ đến chỗ đó thích rồi cười một cái là thọ dụng, là thế giới Cực Lạc ăn uống là nghĩ gì đó. Dễ hiểu không? Thọ dụng à. Chỉ ý thọ dụng sắc thanh hương vị, sắc lực tăng trưởng à. Chỉ là dùng vậy thôi mà cái sức lực mình tăng trưởng đấy vị. Không cần ăn nhưng mà sức lực lại tăng trưởng à. Chỉ ý thọ dụng nhưng mà sức lực lại tăng trưởng, mà sức lực tăng trưởng còn đặc biệt hơn cõi này ăn nhiều nữa. Cái cõi này mình ăn nhiều khi ra bao tử, ăn nhiều xong nằm ngủ không được, lăn tới lộn lui hoài, đúng không? Còn cái kia chỉ ý thọ dụng mà sức lực tăng trưởng, hay ha. Không có đại tiểu tiện dơ quế, thấy chưa? Y rang, không có đại tiểu tiện dơ quế, thấy không? Nếu mà ở đó mà có đại tiểu tiện dơ quế thì sao nói là Cực Lạc? Thì thấy tuyệt vời nhất, thấy không? Cái tuyệt quá mà. Thăng tâm nhu nhiến không đắm trước vị. Thăng tâm nhu nhiến, cái thăng này quý vị biết nó trong suốt là nhu nhiến, không đắm trước vị là ăn rồi không phải như mình, mà bây giờ ăn cái gì ngon cái là bắt đầu là mình nghĩ hoài, nhìn cái gì đẹp cái là mình nhớ hoài, thấy chưa? Nó không đắm trước vị thì ta người thế giới Cực Lạc nên ta an lạc là phải rồi. Mình ở đây mình gặp ai đẹp mình về mình cứ ôm ấp mình nhớ nhung, mình khổ thấy chưa? Mình ăn cái gì ngon là mình mong mỏi chừng nào ăn nữa, chưa cho mình ăn là sanh phiền não, đúng không? Là mình đắm trước vị. Còn ta không đắm trước vị là dùng hưởng rồi xong, không có nghĩ đến nữa. Tại vì nghĩ là có liền đắm làm gì, còn mình nghĩ hoài mà không có nên mình mới đắm. Hiểu không? Vừa nghĩ là có với người ta không có còn cái tham lam nó nữa, còn mình nghĩ hoài mà không có nên nó mới tham, nó nuôi là lòng thành cái tâm tham. Thăng tâm nhu nhiến không đắm trước vị. Khi đã dùng xong các món ăn uống tự nhiên biến mất. Ôi khỏi cần rửa rác gì luôn, khỏi re luôn. Ở đây mà thí dụ như bên đây là cô Châu đồ nấu với mấy cô nấu bên Đại Tùng Lâm, cô Liên Thanh với mấy cô nấu ở bên chùa Hộ Pháp thì Liên Nhẫn với mấy cô nấu. Nấu xong dọn ra cho ăn, ăn xong rồi phải đi rửa rác dọn dẹp quá trời. Mà lễ lọc xong là nguyên một đống rác bự chà bá. Vậy thấy chưa? Còn người ta ăn uống xong là tự nhiên biến mất hết ha. Đúng thờ lại hiện. Dù là tự tại gì đâu mà. Đúng thờ lại hiện à. À, đúng thờ lại hiện, lại có các loại áo báo đẹp đẽ. Cái vị Đức Phật A Di Đà tại sao mà ngày gì đâu mà ngày quá modern luôn. Công nhận luôn quý vị. Công nhận không? Bây giờ những đức ở đây là nhiều cô cũng khen là tỉ mỉ rồi đó. Là tương đối là cũng là nói tóm là giống như phái nữ khen là sành điệu đi. Là một con người nghĩ nhiều được cho họ, quan tâm họ nhiều, thấy không? Mà Phật A Di Đà ngài nghĩ cho vô lượng chúng sanh luôn, quá đầy đủ luôn. Mà cái nghĩ của ngài là từ trang hoàng, từ công đức. Còn cái nghĩ của mình là bỏ sức lực ra mà làm, thấy chưa? Cái nghĩ của mình bỏ sức lực ra mà làm nó không có tròn vẹn. Còn cái nghĩ của Phật A Di Đà là làm từ công đức, mà công đức của ngài tu biến hiện thành nên vô cùng viên mãn, quá tuyệt rồi. Nó lại có các loại áo báo đẹp đẽ, mũ bằng anh lạc, vô lượng ánh sáng, trăm ngàn diệu sắc tự nhiên đầy đủ. Có nghĩa là màu sắc gì cũng có hết, không có thiếu cái màu sắc gì hết trơn. Vì coi á, là đầy đủ hết trơn ở thế giới Cực Lạc cho mình, không có một cái thứ gì mà thiếu. Mà vừa nghĩ là có liền. Rồi thêm cái nữa nè,
nhà ở đẹp đẽ xứng với hình tướng. Tại sao? Thật sự quý vị, chúng ta không cần nhà ở thế giới cực lạc. Nhưng mà nói cái chữ nhà đây là vì chúng ta mê cái nhà mà nó coi đời quá. Cả đời cực khổ cắt được một ngôi nhà là chấp nhất vào đó, là chúng ta không buông được. Nên chúng ta là ma giữ nhà. Phải không? Vì quá cực cắt được căn nhà, nên nói buông căn nhà khó buông dữ lắm. Nên Đức Phật A Di Đà Ngài mới dùng phương tiện Ngài dẫn dắt mình là ở thế giới cực lạc á, nhà ở đẹp đẽ xứng với hình tướng. Quý vị coi, nhà mình ở đây mình cắt có khi chưa xứng với bản thân mình vừa bụng đâu. Mình cắt có khi mình ở miễn cưỡng luôn, mình chưa chấp nhận, mình đòi hỏi hoài nó. Còn bây giờ về thế giới cực lạc là cái nhà mình ở mình sẽ vừa bụng xứng với hình tướng của mình luôn. Đặc biệt thí dụ như bây giờ mình là lùn gì, mình về cực lạc thì nhà nó sẽ lùn giống mình. Phật nói vậy đó. Nên cái người mà niệm Phật á, là quý vị sẽ có nhà cửa ở thế gian này nó đầy đủ giống như là cái hình tướng của quý vị. Còn mình về thế giới cực lạc người sẽ cao lắm. Cái người thế giới cực lạc mà nói về cái sự tán thán Phật A Di Đà thôi. Năm tu di quyển chuyển bạch hào, tám bốn biển lớn trong ngàn mắt biết. Nội màng gì thì mình nghĩ cỡ nào chưa? Một ngọn núi tu di mà lớn cỡ nào mà năm tu di quyển chuyển bạch hào. Bây giờ chúng ta nói bây giờ là một cộng lông mi của Đức Phật A Di Đà thôi, mà năm ngọn núi tu di bự bằng năm ngọn núi tu di, nó quơ tới quơ lui vậy. Chúng ta không có thể bàn luận nổi rồi. Kinh quá, quá kinh nè. Cái quốc độ của chúng ta mà nói, mà nói về mình nói núi tu di bây giờ cũng không so sánh nổi núi tu di. Nhưng mà năm ngọn núi tu di mà bằng cộng lông mày của Đức Phật A Di Đà mà quay quay toàn ten thì bị nghĩ cỡ nào chưa? Mình nói cái quốc độ của mình đó nghe, đừng có nói là một cộng lông tóc của Phật A Di Đà, một tí như vi chằng tóc của Phật A Di Đà thì cũng bự hơn cái quốc độ ta bà của chúng ta. Cho quý vị biết đó, không tưởng tượng được mà. Vậy thì cái quốc độ cực lạc có bị nghĩ bự cỡ nào chưa? Vậy mà nhà cửa xứng với hình tướng. Cái nhà người ta thế giới cực lạc nếu mà nói gì bự, nó không tưởng tượng được đâu quý vị. Ô. Ngoài sức tưởng tượng rồi, thấy không? Đó, nhà ở đẹp đẽ xứng với hình tướng, lưới báo che phủ, trên lưới treo linh, nghĩa là giống như là mà thông gió vậy đó quý vị. Linh đó là giống như là gió thổi là reo lên, mà cái tiếng reo đó ở thế giới cực lạc không phải reo bình thường như ở cái cõi mình. Ở cõi mình là bây giờ mình nghe thông gió mình nghe cũng hay hay lỗ tai, nhưng mà ở thế giới cực lạc á, cái linh gió đó khi reo lên á là diễn thiết diệu pháp âm. Nghĩ kìa, nhớ nghe, mà cái diệu pháp âm của linh gió đó nổi lên á là đúng với cái tâm trạng của người muốn nghe pháp. Cái này mới đặc biệt nè. Đúng với tâm trạng của người muốn nghe pháp gì thì linh gió đó phát chuyển diệu pháp âm theo tâm ý người muốn nghe pháp đó. Mà nghe một cái thôi là cái tâm mình nó sẽ như thế nào, sáng suốt trí tuệ, rồi phát triển năng lực, rồi tự nhiên giống như mình chứng quả liền vậy đó. Quý vị coi cái trí tuệ của Phật mà dùng cái công đức mà Ngài phô diễn pháp âm trong mọi phương tiện ở Tây Phương Cực Lạc. Họ nghĩ chắc nó an lạc không biết chừng nào mà nói hết ha. Quá tuyệt vời đúng không? Đó. Tất cả giao kết lẫn nhau cùng khắp ánh sáng chiếu diệu rực rỡ tráng lệ. Lại có lầu gác bao lớn nhà cửa, phòng ốc rộng hẹp, vuông tròn lớn nhỏ, dù ở mặt đất hay trên hư không, thanh tịnh an ổn, vi diệu an lạc, theo ý hiện ra thảy đều đầy đủ. Đầy đủ hết tất cả luôn. Nó quốc độ toàn là ánh sáng, thấy không? Nhà cửa muốn trên không mà trên không, muốn dưới đất này dưới đất. Quý vị nói nhà bằng bảy báo không mà. Bây giờ quý vị về cực lạc quý vị muốn nhà gỗ, có nhà gỗ. Tại vì theo ý hiện cảnh nên vô cùng tự tại, muốn nhà lớn, nhà nhỏ, muốn nhà sao cũng được hết trơn. Còn muốn không có nhà thì thành như một vườn hoa. Trời ơi, quá tự tại luôn. Bây giờ quý vị cảm giác đi nhà như vậy tự nhiên nói biến.
mắt cái nhà trở ra thành một khu vườn đẹp, nó an lạc vô cùng. Nghe những loài chim công đức mà từ Phật mà biến hóa ra hót cho mình nghe. Rồi tự nhiên mình có một cái phương tiện, một cái như nói một cái dụng cụ biết bay. Chúng ta đang ngồi trong cái dụng cụ đó, đang du hành trong cái khu vườn của mình, thì nghĩ an lạc thế nào chưa? Rồi xong rồi chúng ta thích có căn nhà, chúng ta nói nhà thì nhà xuất hiện đúng cái hình tướng của mình luôn. Có nghĩa là muốn biến thì biến, mà muốn có thì có. Nó không có một cái gì mà dính mắc vào đó chứ. Đúng là quá tự tại. Cái nói này nếu mà người không đủ thiện căn á nghe, vì họ nói chắc là đây chắc là nói chuyện tề thiên. Hiểu chưa? Nói xạo. Hiểu chưa? Cái người mà đủ thiện căn thì bị sẽ cảm giác vui vẻ, thích thú. Vì đây là trong kinh Phật dạy mà. Mình dựa vào kinh mình nói rõ ràng mà. Thọ dụng đầy đủ. Nói tóm lại là cái gì nó cũng đầy đủ hết chứ. Còn ở cái cõi này là cái thứ gì cũng thiếu hết chứ. Đúng không? À hay, cái đoạn này hay nè. Cái đoạn hay mà nó lặp lại cho mình á. Giống như Đức Thích Ca Mâu Ni nói, ta bà khổ, khổ không nói hết. Mà cực lạc vui, vui chẳng nghĩ bàn. Ta bà thiếu, thiếu không nói hết. Mà cực lạc đầy đủ, đủ không nghĩ bàn. Thấy rõ ràng không? Đó. Nên lặp lại như vậy để chúng ta chọn chỗ gì đi. Mình chọn chỗ gì? Giờ muốn về cực lạc không? Đúng rồi. Muốn về cực lạc. Mình muốn về cực lạc thì trong lòng mình, đối với cõi ta bà này, mình đang sống và đang dùng để làm nền tảng mình đi về cực lạc. Chứ đừng có đặt vấn đề là ở cõi ta bà này nó tồn tại những cái thứ mà mình đã tạo ra và có. Mình phải làm sao để cho nó tự nhiên, nó đến và nó sẽ đi. Đến không dính mắt mà đi không buồn phiền. Thì đó là cái tâm cầu sanh cực lạc đó. Nhớ nghe. Của cải đến cũng đi. Người thân đến cũng đi. Vợ chồng đến rồi cũng đi. Chùa chiền có rồi cũng mắc. Thầy đến rồi thầy đi. Cái chuyện này là cái nguyên lý của sanh diệt ở cõi đời này. Nó không có một thứ loại gì trong cuộc đời này mà chúng ta dùng hai chữ tồn tại hết. Nó là điều để sử dụng trong một cái nhân duyên mà chúng ta đang ở cái cõi này à. Nhớ nghe. Nhân duyên trong cái cõi này thôi. Nó thí dụ như bây giờ quý vị nói ngày nay là ngày Phật đản, mà chờ ngày nay mưa gió. Nếu mà thế giới cực lạc là không có cái chuyện này. Thế giới cực lạc là bốn mùa xuân hạ thu đông, không có. Thế giới cực lạc không có năm tháng ngày giờ, không có luôn. Tại vì sao? Thế giới cực lạc là một quốc độ tồn tại vĩnh cửu, nên không có ngày tháng. Nó rõ ra là như vậy. Ở cõi này có ngày tháng là vì quốc độ này có sanh diệt. Quốc độ này có sanh diệt nên có ngày tháng. Thế giới cực lạc không có diệt nên không có ngày tháng. Chúng ta cứ sống mãi với thời gian, cũng không còn cần coi ngày giờ gì hết. Coi ngày giờ là không tự tại. Quý vị công nhận không? Coi ngày giờ là không tự tại. Quý vị biết rằng cái trí tuệ của chúng ta ở thế giới cực lạc là chúng ta biết hết trơn rồi. Còn gì coi ngày giờ. Giờ nào chúng ta đi độ sanh, chừng nào đi thiện hiện đến quốc độ khác, chừng nào đến quốc độ khác làm Phật, chừng nào đi đến xuống dưới địa ngục độ chúng sanh tam đồ, chừng nào đi đến cõi ta bà, chúng ta đều biết rõ hết trơn rồi. Chúng ta coi ngày giờ làm chi nữa. Đúng không? Mình ở cõi này giờ nghe Pháp mà có khi mình ngủ quên, mình giật mình chạy lăn xăng. Chết mồ tới giờ nghe Pháp rồi. Chạy nhanh lên, rồi xong, chỗ ngồi kín mít. Chuyện dẫn chơi hả? Dễ một cái là tiêu liền. Em không? Còn thế giới cực lạc á, là một cái thế giới co giãn, tự nhiên luôn. Nó không có giới hạn của cái đủ ở trong đó, mà nó hoàn toàn vô lượng. Còn mình ở cái cõi này là nó có phạm vi, nó có phạm vi khung tròn. Ví dụ như quốc độ của Việt Nam chúng ta thôi, cái đất nước mình thôi, nó có cái bản đồ của đất nước chứ, nó nằm theo phạm vi đó. Cái bị phạm qua phạm vi khác là người ta nói mình muốn chiếm cái đất nước người ta là có chuyện xảy ra, đúng không? Nên mỗi đất nước đều có bản đồ.
Còn cái bản đồ ở thế giới cực lạc là nó giãn ra đến mức không có giới hạn. Mà lạ tai nó hay một cái là nó giãn hoài mà nó lại không đụng chạm đến quốc độ khác. Cái này mới tuyệt vời chứ. Cái thế giới cực lạc đặc biệt là đông tây nam bắc trên dưới, nó đều giãn ra mà không có đụng chạm quốc độ nào hết trơn. Không biết sao mà lạ vậy, không biết nổi. Nên mới nói là quốc độ không thể nghĩ bàn. Là vì sao mà nó giãn đến cái mức mà không đụng quốc độ nào, mà nó lớn đến cái mức mà bao nhiêu người đến cũng ở được. Là vì sao? Vì cái công đức nên nó không thể có giới hạn. Công đức nên không có giới hạn. Còn cái quốc độ chúng ta là cái quốc độ có giới hạn, vì là quốc độ phước báo thế gian. Cái quốc độ chúng ta là cái quốc độ phước báo thế gian, mấy vị phải nhớ đó. Nên cái người ở cõi này mà tu sanh công đức thì người này phải hiểu biết dữ lắm. Nếu không hoàn toàn chúng ta toàn là tu phước báo không. Toàn là tu phước báo không. Tại mình làm nhiều thiện gì mình sẽ kể công, kể ơn, thì đó là thành phước báo không à. Còn cái quốc độ cực lạc là người ta không bao giờ nhớ đến tất cả việc thiện, việc tốt. Dù người ta bị sự việc gì, người ta đều thông hiểu, vì người ta có trí tuệ, năng lực thần thông. Nên muôn biến vạn hóa trong cái vũ trụ nhân sinh, người ta không có bị câu thúc. Nên từ nơi đó mà người ta làm việc gì cũng thành công đức. Nên thành cái công đức là nương công đức của Phật A-di-đà, mà sanh ra công đức của mình tự tánh hiển lộ. Nên từ nơi đó mà cái quốc độ cực lạc khi mình ở rồi thì thôi, nó không có giới hạn, dù bao nhiêu con người về cũng ở thoải mái. Thoải mái luôn nghe, chứ không phải là nhà cửa đường phố chật hẹp đâu. Mà trong kinh nói rằng là cái quốc độ cực lạc là bằng phẳng, không có hầm hố, không có gai góc, nó không có phương tiện giao thông đụng chạm, không có đèn đỏ, không có những thứ này luôn à. Nó không có cái chuyện công viên riêng biệt của ai, nó cũng không có cái cửa nhà cửa của ai. Nó không có phải là chỗ này là nhà của người đó là đẹp, nhà mình xấu, không có. Mà nó hoàn toàn là chung sống nhau hết trong một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn vô cùng, bước vào không có giới hạn. Quý vị nghĩ đi, bước vào không có giới hạn gì hết trơn. Nó rồi cây ở thế giới cực lạc thì cao bao nhiêu do tuần, mà ánh sáng của cây soi gọi khắp mười phương. Rồi hương hoa thế giới cực lạc thì hương hoa bay khắp mười phương. Người niệm Phật chỉ cần hưởng được hương hoa đó thôi thì tâm cảm thấy an lạc và tự tại, nghiệp chướng tiêu trừ. Đó là hưởng ở đây mà tiếp nhận được chút thôi. Còn quang minh của Phật A Di Đà soi gọi, chúng ta chỉ cần niệm mà chạm được một chút thì chúng ta đã cảm thấy sự an lạc này không tưởng tượng được rồi. Trong khi mình mỗi ngày mình ở thế giới cực lạc là mình sống trong quang minh của Phật A Di Đà soi gọi, mà mỗi ngày trực diện ngồi nghe Phật A Di Đà thuyết pháp luôn. Vì nghĩ cỡ nào chưa, không tưởng tượng được luôn. Không, cái diễn đạt này thôi quý vị đã cảm thấy nó quá an lạc rồi. Cái sự an lạc của thế giới cực lạc không tưởng tượng được luôn quý vị, thấy không? Giống như chúng ta đang ở thế giới cực lạc vậy đó à. Giống như mình nhập cảnh nhập duyên, mình đã từng ở đó đi đến đây, rồi giờ mình nói lại cái chỗ mà mình đã từng ở ra cho người ta nghe. Đúng quý vị à, giống mình ở đó rồi mình trở về đây rồi mình nói cho người ta nghe để mình rủ nhiều người về đó lại à, mình rủ nhiều người về đó lại. Mà thật sự thì mình chỉ dựa vào kinh thôi chứ mình không phải ở đó là đây. Hiểu không? Nhưng mà giống hịch là gì đó, từ trong kinh mình giảng thuyết ra thôi. Nó chỉ có một đoạn kinh ngắn thôi mà quý vị thấy không, bao nhiêu văn tự để làm cho chúng ta có sự an lạc của pháp vị, mà hưởng cái pháp vị này là quên đau chân mất tiêu à, ngộ vậy đó. Hưởng cái pháp vị này là quên đau chân. Mà cái người mà đang ngồi đây, quý vị tự hỏi lại mình, ai là người có cảm nhận sâu sắc nhất khi những điều nói về cực lạc, thì quý vị sẽ biết thiện căn quý vị dày à. À, nhớ nghe, nhóm A Xà Vương Tử nghe cúng 400 ức Phật mà nghe nói tới thế giới cực lạc mới phát nguyện là con nguyện sẽ thành Phật, trong một đời kiếp nào con sẽ thành Phật giống hình Phật A Di Đà, thấy không? Uổng ghê. Và Tuệ Tình Không ngày giảng công đoạn này, ngày nói trời ơi, gặp Đức Thích Ca Mâu Ni trực diện nghe thuyết pháp vậy mà đi phát nguyện là con nguyện sẽ thành Phật giống Phật A Di Đà, thì sẽ thành Phật là chừng nào đấy? Tại vì lúc mà gặp Đức Thích Ca Mâu Ni là vẫn còn ở cõi Ta Bà, thọ mạng dài lắm, cho 100 năm, hơn trăm năm thì
thì nhóm A Xà Phương Tử cũng chết rồi, qua đời rồi. Tại vì Đức Thế Tôn ngài sống 90 tuổi hả? 80 tuổi, đúng không? Thì quý vị coi đó. Thì bây giờ nhóm A Xà Phương Tử cho sống 120 đi thì cũng chết queo thôi. Thì qua một đời rồi, mà trong lúc đó là lúc trực diện được thăng cẳng. Đức Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni, giống như bây giờ quý vị đang ngồi nghe những đức chia sẻ Phật pháp làm gì, mà những đức là Đức Phật đang ngồi giảng thuyết cho quý vị nghe, vị đang ngồi kế bên ngồi vậy luôn, mà nghe gặp Đức Phật rồi vậy đó mà không chịu phát nguyện đời này con sanh cực lạc đi. Ngộ ghê không? Không chịu mà phát nguyện con sanh cực lạc đi, phải chi nguyện sanh cực lạc, người ta đưa tay thọ ký là rồi, xong rồi thọ ký là dính rồi. Chỉ cần Đức Phật nói à, ta hứa khả cho các con đời này sanh cực lạc. Ngày vừa nói vậy một cái thôi, mình nói đây là mình nói lại cái việc của Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa, năm xưa, hiểu không? Nếu mà nhớ Ma Xà Phương Tử mà nói vậy, bây giờ thí dụ như nếu mà thiện căn đầy đủ, đầy đủ thì bắt đầu quỳ lên. Dạ, con quỳ trước Đức Thế Tôn. Khi con nghe Đức Phật thuyết pháp nói về thế giới cực lạc, nói về bổn nguyện Di Đà, chúng con vô cùng xúc động. Con nguyện niệm danh hiệu Phật và con xin Phật thọ ký cho con đời này của con phải sanh về Tây Phương cực lạc. Đúng không? Quỳ lên thỉnh Phật là con đại diện cho dòng tộc của con để nêu lên lời nguyện này, xin Phật thọ ký cho con. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày từ bi, ông vừa phát nguyện mà trực diện là ta đang thuyết du thuyết ra thế giới cực lạc, thì tức khắc Đức Phật đưa đôi tay đẹp của Đức Phật ra, chứ không phải tay xấu như mình. Tại vì Đức Phật có đầy đủ năng lực thần thông, chỉ một bàn tay Đức Phật đưa ra thì bao trùm chúng sanh liền. Đức Phật đưa đôi tay ra, những lời của các ông đã phát lên Đức Thế Tôn đều thọ ký, nhất định các ông đời này sẽ giảng sanh về cực lạc, làm Phật Y Gan Phật A Di Đà. Là thọ ký là gì? Là hứa khả. Đức Phật hứa khả là giúp đỡ. Như vậy thì sự gia trì trực diện của Phật giúp đỡ cho ông niệm Phật, đúng không? Sự gia trì của Phật giúp cho ông niệm Phật, thì ông niệm Phật nhất định ông cuối đời Phật sẽ gia trì cho ông bình tĩnh, bình an, niệm Phật sanh cực lạc. Vậy thì bây giờ chúng ta trải qua gần 3.000 năm nay, bây giờ ngày nay là ngày mà Đức Phật đản sanh, con người vui mừng vô cùng. Con người ta vui mừng vô cùng. Cái người ở trong cái thời cuộc đó thôi, lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh là người ta vui mừng cỡ nào chưa? Vui mừng lắm. Và nhà vua ăn xá cho nhân dân và mở tiệc linh đình vui vẻ 3 ngày 3 đêm. Đúng không? Mình có nói bây giờ nếu mà mình mà vua Tịnh Phạn năm xưa mà có một người con trai mà trông mong bao nhiêu ngày tháng bây giờ mới có, thì chúng ta sẽ ăn xá cho dân và cho nhân dân ca múa hát ca ăn uống 3 ngày 3 đêm, mà phải ăn chay nha. Hiểu không? Đó thì mày biết mừng cỡ nào chưa? Như vậy mà họ ngồi trong cái pháp hội năm xưa mà cái phát nguyện của họ, cái phát nguyện của họ là đang giúp chúng ta, nhắc chúng ta đừng nên phát nguyện như họ đó. Nó hiểu chưa? Chứ họ là các bậc Bồ Tát mới trong pháp hội của Phật, hoặc là những bậc cổ Phật mới trong pháp hội của Phật. Mà chúng ta không phải trách họ đâu, mà chúng ta đang lý luận để bản thân mình đừng để dục thời gian. Hiểu chưa? Đừng để dục cái được dục cơ hội, hiểu không? Chứ đâu phải ai mà dám trách các ngài đó, tại các bậc cổ Phật mà ai mà dám trách. Hiểu không? Nhưng mà mình nói lên vậy để bản thân mình cảm thấy mình vui mừng. Vui mừng khi bây giờ mình phải phát nguyện khác lại, mình mới thích thú chứ. Nên ví dụ như lúc đó Đức Phật trong thâm tâm Đức Phật nhất định sẽ nói gì? Từ đây cho tới 3.000 năm sau, nếu có một pháp hội nào giảng về Kinh Vô Lượng Thọ, nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nói về bổ nguyện của Di Đà, thì chúng sanh trong cái pháp hội đó chỉ cần phát nguyện rằng đời này kiếp này của con, dù con có què hoặc bệnh hoặc khổ đau te tua, nhưng con nghe bổ nguyện của Di Đà, con nghe lời chân thật ngữ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã dạy cho chúng con,
để cầu sanh về quốc độ cực lạc, thì con trong lúc đó nhất định sẽ phát tâm chân thật tín nguyện trì danh câu Phật hiệu, và nguyện đời này của con sẽ gặp Phật A Di Đà được giảng sanh cực lạc. Thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài cũng sẽ thọ ký cho quý vị. Chắc chắn Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sẽ thọ ký. Vì sao? Vì kinh giáo Đức Phật vẫn còn tồn tại. Đức Phật tuy đã nhập Niết Bàn nhưng lời kinh, lời dạy của Đức Phật vẫn còn tồn tại. Lời dạy của Đức Phật còn tồn tại thì Đức Phật luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Nhớ nghe, Đức Phật luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, và Đức Phật sẽ phái đệ tử của Đức Phật để tiếp nối giúp cho quý vị. Hiểu chưa? Chứ sao? Thì những đức là đệ tử Đức Phật chứ ai? Vì công nhận là tự tử Đức Phật chứ đệ tử ai chợ? Người xuất gia là đệ tử Đức Phật, hiểu không? Nên từ nơi đó sẽ phái đệ tử Đức Phật đến giúp mình. Mà khi mà thay lời của Phật là thay lời muốn nói. Thay lời của Phật gọi là thay lời muốn nói. Bây giờ mà Đức Phật thì hiện ra cái quý vị nghĩ sao? Đâu có phù hợp, vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Thì phải chuyển cái hình tướng khác để mà Đức Phật gia trì cho con người đó, để người ta phải nói lên cái lời muốn nói của Đức Phật, muốn gỡ đến cho chúng sanh khỏi ta bà, đúng không? Phải vậy chứ. Thì từ nơi đó khi mình vừa nghe về cái tâm mình gây dựng tín nguyện liền, nó gây dựng tín nguyện cực kỳ kiên cố liền, thì quý vị biết rằng là trong thâm tâm của mỗi một con người chúng ta sẽ cảm nhận được sự thọ ký của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hiểu chưa? Tại vì ngài dạy nè, lời kinh của ngài dạy nè. Mà nếu như cái lời kinh này mà không đúng thì Đức Phật đã phái người đến để thay đổi kinh nè. Nhớ nghe quý vị, kinh nào mà còn tồn tại thì kinh đó đúng lời Phật dạy. Vì sao chúng ta mạnh dạn nói chỗ này? Vì giáo pháp Đức Thế Tôn 12.000 năm, mà bây giờ mới có 3.000 năm, như vậy còn tới 9.000 năm. Mà trong cái thời điểm 9.000 năm giáo pháp Đức Thế Tôn tồn tại, như vậy thì kinh nào không đúng là Phật sẽ phái đệ tử đến, hoặc là đích thân Phật đến mà thể hiện tướng khác. Chứ sao? Đến để chỉnh đốn kinh nó lại, không để cho chúng sanh phải lầm đường lạc lối mà khổ. Vì Phật từ bi, phàm phu như chúng ta mà còn không muốn chúng sanh khổ đây, chứ đừng có nói là Phật mà muốn để cho quý vị khổ. Nên từ nơi đó mới có 3.000 năm, trong khi giáo pháp còn tới 9.000 năm nữa. Bây giờ chúng ta trong 3.000 năm nay, dù cho là Phật pháp có lúc thịnh lúc si, nhưng mà pháp của Phật thì không có si, nhưng do lòng người si đối với pháp Phật. Chứ Phật thì không, pháp đâu có si đâu. Nên mỗi một con người chúng ta chỉ cần nghe gì mà hưng khởi tâm thôi, thì quý vị có khác gì trong pháp hội của Đức Thế Tôn năm xưa đâu, đúng không? Thì năm xưa Đức Thế Tôn giảng thuyết như vậy, thì cái căn tính thờ đó lại phù hợp vào cái quốc độ thờ đó. Cái quốc độ thờ đó và con người thờ đó, cái trí tuệ người ta sẽ tiếp nhận cái văn tự của thờ đó. Cái văn tự của Ấn Độ người ta sẽ tiếp nhận. Thí dụ như người Ấn Độ người ta mặc quần sao, áo làm sao, cái nhà làm sao, thì sẽ giảng thuyết phù hợp vậy. Rồi đem kinh giáo đó mới đem về những quốc độ khác. Thì quốc độ khác bằng đồ làm sao, ở nhà làm sao, ăn uống làm sao, gấp đũa làm sao, thì sẽ giảng ra y gan gì. Theo cái con người đó, nhưng cái tư tưởng của Phật, lời dạy của Phật thì không có thay đổi. Vì cái tư tưởng lời dạy của Phật là đưa chúng sanh đi đến chỗ giải thoát, nên không có thay đổi. Cái này quan trọng lắm nghe quý vị, rất là quan trọng luôn đó. Nên khi bây giờ mà chúng ta mà nghe gì, thì quý vị biết rằng cái văn tự truyền tải nó có sự khác về văn tự để phù hợp con người đang nghe. Nhưng mà con người đang nghe đó mà phát tâm để con đời này phải về cực lạc thì không có khác gì cái pháp hội năm xưa của Đức Phật hết chứ. Không có khác đâu, chắc chắn luôn đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta nên cảm thấy vui mừng. Vui mừng khi mình nghe tịnh độ, vui mừng khi mình nghe pháp của Đức Thế Tôn. Dù là mình đã cách Phật rất là lâu xa, nhưng mà bây giờ mình vẫn còn nghe lại những lời dạy mà từ kim khẩu Đức Phật dạy, chúng ta lấy lại truyền tải, nên mình thấy mình vui mừng mà mình thích thú. Vậy thì cái tâm này gọi là tâm gì biết không? Cái tâm này là được Phật gia trì. Phật đang phóng quang nhiếp thọ pháp hội giảng kinh. Chứ không giỡn đâu, nghe nó mới vui á.
Chứ bây giờ quý vị coi thế giới Cực Lạc, người ta ngồi toàn là pháp tòa, người ta nghe thuyết pháp không? Muốn ở dưới đất thì ở dưới đất, muốn trên không thì ở trên không, muốn lừng chừng thì lừng chừng. Còn bây giờ ngồi ở đây chặt nứt, mà quý vị còn cảm giác thích thú gì là gì? Phải Phật quang phóng để mà gia trì không? Rõ ràng phải có Phật quang gia trì nghe. Nếu như mà không có quang minh của Phật gia trì, chúng ta sẽ cảm thấy bức rứt lắm, khó chịu lắm, và đứng đi ra ngoài, đi vòng vòng. Nhưng mà người ta ngồi, người ta ngồi, người ta nghe hoài, đó là Phật quang gia trì. À, chứ sao? Phật từ bi mà, thấy chúng sanh đang phát nguyện cầu sanh Cực Lạc là chư Phật quan hỷ. Mà không phải là một Phật, mà là mười phương chư Phật, vô lượng chư Phật, Bồ Tát đều quan hỷ hết. Tại vì các ngài từ bi dữ lắm, nghe không? Ồ, này, thích. À, quá thích luôn quý vị. Trong lòng cảm thấy vui sướng vô cùng. Bởi vì Hòa Thượng kêu mình giảng kinh Vô Lượng Thọ đúng. Thấy không quý vị? Nó ngộ thai. Mình không có nói trực diện ai hết, mà tự con người ta nó cái thông, cái tâm nó thông hết chứ. Vì nó muốn sanh Cực Lạc quá nên buông tâm hận thù. Đúng rồi. Muốn sanh Cực Lạc nên buông cái tâm hận thù. Rồi bây giờ mình không có nói cái gì về Quán Tăng Trái Chủ nhiều, mà lạ tay Quán Tăng Trái Chủ lại vui. Tại vì sao? Họ cũng muốn sanh Cực Lạc nữa. Họ nghe nãy giờ họ phái quá muốn sanh Cực Lạc chứ sao. À, giờ những người mà mang nghiệp phá thai đang ngồi đây, quý vị nghĩ đi, hương linh thai nhi đúng là cơ hội đi chuyến này mừng ghê. Nói về bổ nguyện Di Đà thù thắng, nên người ta nói vậy nè, tự nhiên nghe hương linh ta bạn nhau nha, ta bạn nhau, ta nói vậy nè. À, hồi đó tới giờ cứ đeo đẳng theo nguyên cái nhóm người này. À, ông đi theo lâu chưa? Nói cũng hai ba đời đi theo nó thì muốn báo thù. Còn bà đi theo bao lâu rồi? Mới đời này thôi. Còn con lâu chưa? Nói dạ mẹ bà mới có thai mấy năm nay thôi, đeo đẳng theo bà, hận thù lắm, muốn báo món thù này đi theo. Bây giờ thấy ông thầy ông giảng thuyết vậy đó, thấy làm sao? Bạn nhau á. Bây giờ ông thầy giảng thuyết vậy rồi các vị tính làm sao? Có muốn báo thù nữa không? Thì trong đó ai cũng là im, chưa có quyết định. Tại vì sự báo thù nó mạnh quá, nghe gì thôi nó chưa quyết định là quá giải liền. Nhưng mà trong cái chư hương linh có một người đại diện. Thôi vậy thì không ai quyết định như vậy thì tôi đại diện nói vài câu. Tôi thấy ông thầy ông giảng thuyết vậy tôi thấy phù hợp. Một cái quốc độ an lạc tốt đẹp như thế giới Cực Lạc mà Phật A Di Đà ngài phát nguyện, chỉ cần niệm danh hiệu ngài, ngài tiếp dẫn. Bây giờ tôi thấy rằng bao nhiêu năm tháng nay đi theo đòi nợ khổ quá. Bây giờ có một chỗ đi về tốt vậy mà những con người thăng bằng quán thù của mình này, họ cũng đang ở đây phát nguyện sanh Cực Lạc rồi. Bây giờ tại sao chúng ta không cùng với họ để cùng tu luôn đi, mà báo thù chi nữa? Vậy thì ở trong cái số lượng chư hương linh mà khi nghe một người đại diện nói vậy đó, thì phần nhiều đa phần là đều đưa tay lên chấp nhận. Chỉ có hai ba người không đưa tay lên. Hai ba người đó không đưa tay lên là cái sự báo thù quá nặng. Thì người này mới thỏa thẻ nói rằng thôi buông xuống đi, thầy ông đã giảng rồi, cái nghiệp quả là do nhân gieo mà quả đến, chứ không phải bỗng không mà người ta làm điều đó với mình đâu, mà do cái tình chấp nghiệp quả của mình đeo mang mà mình nghĩ người ta hại mình. Chứ trước những cái thời gian mà mình bị hại thì có khi mình đã hại người ta, thấy không? Trước thời gian mình bị hại mình đã hại người ta, mình đã đeo theo năm đời, nhưng trước thời gian năm đời mình đã hại người ta thì nó mới sanh cái quả bây giờ người ta hại mình. Như chư hương linh bây giờ chỉ thấy rằng mình bị phá thai, mà mình không có biết được rằng mà mình đã từng đời nào phá người ta, thì giờ người ta phá mình chặn sự sống người ta, thì người ta chặn sự sống của mình. Thôi nghe lời Nhật Đức quá dễ, quán thù đi. Khi vừa quá giải quán thù rồi thì sẽ được quang minh bao trùm liền. Cái tâm an lạc tự tại phát ra, sự bình an phát ra,
mà chư hương linh là không có thể tướng của thăng tứ đại, thì cái sự cảm với bổ nguyện để được tiếp dẫn còn dễ hơn con người mà còn thăng tứ đại nữa. Nên những đức khuyên tất cả quán thăng trái chủ, chư hương linh của quyền thất tổ mà đang tình chấp người thăng, tình chấp nhà cửa, tình chấp bằng thờ, tình chấp cái gì trong cõi đời này, quý vị phải nhớ là quý vị đã mất cái thăng hưởng thọ rồi. Tại quý vị chỉ còn cái linh thức nay đây mai đó, gọi là du hồn. Nay đây mai đó buồn lắm, còn gọi là cô hồn chứ không phải cu. Cô hồn. Cô là cô đơn, linh hồn này cô đơn vất vả chỗ này chỗ nọ. Thôi bây giờ chúng ta nương vào cái bổ nguyện của Phật đi, để hưởng được cái sự tiếp nhận mà từ quang minh phổ chiếu bao trùm, để linh thức của chư vị hương linh được ấm áp lại, tỉnh táo lại, để mà nghe được bổ nguyện Di Đà, rồi từ nơi đó mà buông sạch cái tâm tình chấp. Chỉ cần nương vào bổ nguyện mà hương linh, mà chỉ cần nương vào bổ nguyện, buông xuống tất cả hận thù, nương vào bổ nguyện niệm lên danh hiệu A-di-đà Phật, con phát nguyện Phật tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc, là Phật tiếp dẫn liền. Phật tiếp dẫn liền. Cái lúc mà cúng đi thực mà đứng bao giây nheo nhóc đó, thì cái lúc đó mà ta đang niệm Phật ao đó, thì cái lúc đó đừng có dành đồ ăn làm chi. Niệm theo để cầu Phật tiếp dẫn liền. Thì trong lúc đó Phật phóng quang liền. Tại vì bổ nguyện của Phật á, là ở mọi chỗ mọi nơi. Dù chư hương linh thì trong tự tánh của hương linh cũng là tại phàm không giảm, tại tánh không tăng. Tại phàm không giảm mà tại tánh không tăng. Nhớ nghe, hương linh cũng tự tánh viên mãn đầy đủ luôn rồi đó. Chỉ cần niệm lên câu Phật hiệu thì tự tánh làm Phật quang minh phổ chiếu, bao trùm tiếp dẫn hương linh về Cực Lạc liền. Ồ, sướng quá. Quá sung sướng luôn quý vị. Bây giờ mỗi hương linh thử đi, buông cái tâm hận thù đi, thì thấy an lạc liền. An lạc lắm. Mà hương linh mà buông xuống cái tâm hận thù, cái là cái linh thức hương linh mạnh lắm, nghe cũng như cái người đang sống luôn vậy đó. Gió thổi tiếng động hương linh sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ. Nhưng mà hương linh mà mang tâm hận thù là cái linh thức của hương linh yếu lắm, yếu siêu à, mà run sợ lắm, là cô hồn liền à, nó là buông bả liền. Còn hương linh chỉ cần buông cái tâm hận thù, buông xuống cái thôi, là linh thức rất mạnh, y gan người đang còn sống luôn. Tỉnh táo nghe đồ rõ ràng, là minh bạch lắm luôn. Vì sao? Vì mình buông cái tâm hận thù. Giống như con người mình mà buông cái tâm hận thù là quý vị thấy quý vị thông minh không? Quá thông minh luôn mà. Buông tâm hận thù là thông minh liền à. Nên mỗi một người ngồi ở đây nè, mình hỏi lại mình coi, mình còn hận thù ai không? Mình còn buông trách ai không? Hỏi kỹ sâu sắc từ tận đáy lòng mình á. Những đứa khuyên quý vị, nếu như trong cái cuộc đời này quý vị đang còn buồn ai đó, xí xó đi nè, quay mấy cái buông ra. Hiểu không? Mình ví dụ ha, sự bực bội mình kiểm điểm lại từ tâm, rồi đâu mình mới lấy ra từ trong tâm ra, lấy ra mình cầm trên tay mình nhìn vào cái tay mình nói nè, tên mình hận thù kìa. Từ cái tâm thức của mình quán triệt á, tên hận thù kìa Trần Thị Én, mình hận thù Trần Thị Én này, thấy không? Mình nghĩ vô đôi tay của mình á, rồi bắt đầu là lúc đó mình cầm Trần Thị Én, mình nói: Trần Thị Én đi đi, hãy ra khỏi tâm tôi đi, tôi từ hôm nay không hận trách Trần Thị Én nữa đâu. Đem ra, lấy đem ra, để ra cho người ta đi đi. Sao đi để cái thứ đó trong tâm chi ạ? Không nghe chỗ này rồi nghe sẽ thấy thích thú nè. Đúng là cái chuyến đi này là đúng là xứng đáng. Xứng đáng nghe. Mà còn 2 ngày nữa đang á. Không, 2 ngày nữa, thứ bảy chủ nhật. Không, cái chương trình những đứa tổ chức là nghỉ cho quý vị lắm á. Tại thứ sáu đã đi được rồi thì thứ bảy dễ hơn. Thứ bảy đã đi được rồi thì chủ nhật càng dễ hơn. Nên từ nơi đó mà ta mới làm vậy đó chứ. Những đức làm chi mà những đức cực dữ quý vị. Thấy không? Những đức phải làm cực dữ y chùa thì mỗi bên chùa làm có một bữa. Còn những đức phải làm luôn 3 bữa.
Hiểu không? Đó. Mà thấy quý vị thứ sáu khó đi mà đi được thì thứ bảy sẽ dễ đi hơn. Thứ bảy dễ đi mà đi được thì thứ chủ nhật càng dễ hơn. Thì mới làm luôn 3 ngày vậy đó. Đó. Nó nghe gì rồi nghe. Chỉ cần mà buông cái tâm buồn dặn một cái thôi rồi. Nó tự tại đừng có nói nữa. Mà ngộ tay buông cái tâm dặn hơn cái là gặp ai mà thấy cũng dễ thương á. Anh gặp ai mình cũng dễ thương vô cùng luôn quý vị. Tại mình buông cái tâm hận thù mình dễ thương liền nha. Mà mình thấy ai cũng đẹp nghe. Mà đã là thấy ai cũng đẹp là mình đẹp. Chứ làm sao? Bây giờ mình thấy ai mà không đẹp là mình nhăn liền đó. Tại mình thấy người không có đẹp nên mình nhăn. Mình không thích mà, mình nhăn. Nên mình đừng có để tác dụng phụ cái mà cái người mà mình không vừa bụng. Nó thí dụ như mình trực diện luôn, mình nói thẳng luôn. Để xả. Mình lỡ mình nói: tôi xin lỗi chị Trần Thị Én. Hồi đó tới giờ tôi nói thiệt với chị, tôi cũng bực mình chị dữ lắm. Thầy giảng cái gì mà cừ quá trời. Sao cái hành động gì của chị tôi thấy cũng bực mình thế ghê. Không biết tôi với chị có cái nghiệp oan gia trái chủ gì của nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay tôi nói thật lòng với chị là tôi muốn giảng sanh về cực lạc. Khi nghe thầy giảng những buổi giảng này phát tâm mạnh dữ lắm. Bây giờ tôi xin lỗi chị Trần Thị Én. Nếu đời kiếp nào tôi với chị Én có nghiệp oan gia trái chủ gì thì cho tôi xin lỗi. Tôi với chị xóa sổ kể từ đây. Quê. Đem cái giấy nợ ra ký tên. Không đòi nợ nữa. Hiểu không? Mình ghi mấy chữ: tôi Trần Thị Mung xin hóa giải oan gia với Trần Thị Én. Ký tên Mung. Bên kia Én, ký tên Én. Nào, rồi bắt tay quê. Chúng ta từ hôm nay không quán thù nữa, được không chị? Đặc biệt ghê không? Bởi vì mình ví dụ thôi, chứ tên của ai thì người đó tự mà giải quyết nhau. Hiểu không? Nó nói cái gì đó. Tại vì thật sự mình không muốn để trong tâm những sự hận thù gì hết trơn á. Hoặc là chồng con những gì, mình về mình cũng nói thẳng lòng. Thật lòng mình nói ra. Không, từ hôm nay em không còn buồn anh nữa. Không còn hận gì hết. Từ đó tới giờ còn tâm quán hận. Xin lỗi. Kể từ hôm nay xin lỗi anh. Không hận thù nữa. Nghe không? Cả con đi chăng nữa mà ghét nó, nó bắt hiếu với mình đi đầu này đầu kia mình nói nó. Mà mình cả con mình cũng nói một câu luôn: từ hôm nay mẹ không bao giờ nói con nữa. Mẹ không bao giờ hận trách con nữa. Mẹ đã từng nói con rất nhiều người, nói con bắt hiếu này kia. Hôm nay mẹ xin lỗi con. Rồi nói một câu đó chấn động luôn, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Xóa sổ luôn. Xóa sổ hết những cái sự buồn giận trong lòng luôn. Tự nhiên quý vị trả lại cho quý vị cái trạng thái sống. Nó tuyệt vời gì đâu quý vị. Thì cái tâm như vậy nó mới cảm với cái cảnh giới cực lạc. Tại vì mình nghe thế giới cực lạc hồi nãy tới giờ mình nghe mình thích quá. Thấy không? Rồi bây giờ mình phải đổi lại cái cảnh đời này chúng ta đang có cái gì u uất trong lòng để xóa sổ nó đi, để rồi mình mới thọ dụng đầy đủ. Hiểu không? Tự tánh hiển lộ. Cái sự chướng che của tự tánh là do tâm buồn chấp nên chướng che tự tánh phước duyên công đức. Nếu như mà buông cái tâm buồn dặn hẳn chấp thì tự tánh phước duyên sẽ hiển lộ. Nên chúng ta muốn tự tánh phước duyên hiển lộ trong cõi đời này để làm được nhiều việc thì phải buông cái tâm buồn dặn hẳn chấp thì tự tánh phước duyên hiển lộ. Không? Nhớ nghe, cái chướng che là từ hẳn chấp đó nghe quý vị. Khổ đau là từ hẳn chấp đó. Mà cũng làm cho mình mau già nữa. Một con người rầu rĩ lo âu buồn phiền, tóc sẽ nhiều bạc, máu sẽ bị xấu đi quý vị à. Con người mà săn hẳn câu có khó chịu là máu sẽ xấu đi. Nhớ nghe. Một con người nóng tính là chúng ta đang bị chúng độc gắn hổ. Nhớ nghe. Nóng tính là đang bị chúng độc gắn hổ. Đây là nhà khoa học thí nghiệm. Người nóng tính là bị chúng độc gắn hổ.
Người ta hỏi chúng độc rắn hổ mà sao không chết, thì nhà khoa học nói vì có cái gan quá giải độc. Người ta hỏi Nhân Đức gan như thế nào mà da quá giải được, Nhân Đức nói tại nó gan. Đúng không? Trong lục phủ ngũ tạng của chúng ta, nghe không, thì chỉ có một loại mạnh mẽ nhất, đó là gan. Tại vì sao? Vì tên nó là gan. Tên nó là gan, nên chỉ có thằng gan thôi nó mới đi quá giải độc được mấy cái kia, thấy không? Nên trong bụng của mình cái thằng mà nó làm chủ là gan, phải không? Quý vị coi, như quý vị coi phim xã hội đen đi, phải cái thằng nào gan nhất là thằng đó làm đại ca không? Hiểu không? Nó nếu như mà làm đại ca mà nhát sao làm đại ca. Nên trong bụng của chúng ta, nó, cơ thể chúng ta trong bụng thì gan làm chủ, nên gan giải độc vì nó gan. Nó gan hơn mấy thằng kia. Nên nó có khả năng đi giải độc quý vị. Nên những đức nói quý vị niệm Phật, quý vị cũng phải gan. Hãy gan. Gan giả thì nó mới giải độc được. Thí dụ như mình bệnh ung thư, mình vừa bệnh cái mình chạy tìm bác sĩ, sao gọi là gan? Nên mình gan là mình lì đòn á, mình niệm Phật á thì mình mới vượt qua bệnh, thì gan. Đúng không? Đó. Thí dụ như mình bị chồng đồ đánh quá trời luôn mà mình giảng niệm Phật là gì? Mình gan. Mình muốn giảng sao thì cực lạc nên gan mà. Đúng không? Cái người niệm Phật mà nhát là đố mà giảng sanh, vì họ nhát họ đâu có niệm Phật. Cái người niệm Phật mà nhát rất dễ bị người ta thay đổi. Đúng không? Thí dụ như bây giờ lỡ quý vị yêu ai đi, nếu quý vị không kiên cố tâm, quý vị cũng dễ dao động tâm khi một hai lời nói. Đúng không? Bây giờ quý vị yêu Phật A-di-đà, vì muốn về thế giới cực lạc là yêu Phật A-di-đà chứ gì. Nếu như quý vị không kiên cố tâm thì cũng bị người ta thay đổi tâm quý vị, đưa vị trí khác vào cái tâm yêu đó, không yêu chiên một người. Đúng không? Nhớ nghe, yêu một người mới hạnh phúc, yêu nhiều người không hạnh phúc đâu bạn ơi. Công nhận không? Thấy chưa? Nói nghe công nhận thiệt, nói ra là nó dính bon. Bây giờ trong cái cõi đời này, như Đức xin hỏi quý vị, dù cái thời thế có phát triển cỡ nào, người đàn ông nào muốn vợ mình yêu nhiều người đâu? Không bao người đàn ông nào mà muốn vợ mình yêu nhiều người chứ. Ai cũng muốn vợ mình chỉ yêu một mình thôi, đúng không? Thì pháp của Phật dù là 84,000 pháp môn, nhưng chỉ tu có một môn nào thôi. Quý vị để ý đi, cái người mà chuyên tu thiền là người ta thành tựu được cái chùa và cái hoàn cảnh tu thiền. Cái người mà chuyên mật tông là người ta thành tựu được ngôi chùa mật tông và hoàn cảnh mật tông. Cái người mà chuyên môn nào là người ta thành công được hoàn cảnh đó. Vậy thì quý vị chuyên niệm Phật thành công niệm Phật. Đúng không? Hãy chuyên đi. Hãy chung thủy đi. Mà người chung thủy một môn tu là người ghen. Phải không? Thấy gan không? Quý vị thấy Nhân Đức có gan không? Gan mà. Bao nhiêu người người ta rủ rê mà Nhân Đức không thay đổi là gan. Nếu mà nói chung tình, Nhân Đức cũng là cái dạng chung tình đó quý vị. Đúng không? Nó. Bây giờ hồi đó giờ quý Phật tử biết Nhân Đức, có một Phật tử nào mà quý vị nói rằng Nhân Đức mà thay lòng đổi dạ với quý vị không? Không có. Mà chúng ta cũng không có gì để thay lòng đổi dạ nữa. Tại vì sao? Cái không bị tác dụng phụ của những đức với quý Phật tử là chỗ này nè, mà kinh nghiệm nè. Tại sao có cái chuyện mà quý thầy với Phật tử thay lòng đổi dạ? Vì cái chỗ tình cảm quá thân thiết, đến với nhau nhiều quá, nên khi mà phai nhòa thì mới nói là thay lòng đổi dạ. Còn những đức với quý vị là chung chung nghe pháp rồi về nhà mạnh ai nấy tu. Chùa thì lo có chùa, mà nhà lo chuyện nhà.
Nên ai mà trách được mình thái lòng đổ dạ. Đây mới là cái tuyệt chiêu. Đúng quý vị. Không thà tình cảm mình đến với nhau gì mà lâu dài mãi mãi cả đời không thay đổi. Còn hơn đến với nhau mà giặt giả. Ý là đến với nhau nó dồn dập quá. Thì cuối cùng thì thay lòng đổi dạ. Không mà thường là cái gì á nghe. Mà gấp gáp đến với nhau quá là nó mau chia tay. Mình đến với nhau từ từ thì nó mới thấy thích. Đúng không? Rõ ràng mà. Có cô Phật tử cô gặp như đứa cô nói nè: dạ thưa thầy, con đến với thầy rất là chậm. Ngày xưa con quen một số người là mau lắm, thầy thăng lắm. Nhưng mà thầy gần 10 năm nay mà con thấy dở dở ương ương. Thì những đứa mới nói rằng cô không nghe cái bài hát thế gian ta hát nè: tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Nó gian gian dở dở mà nó đẹp nghe quý vị. Còn nó mà sáp lá cà nó không đẹp nghe. Sáp lá cà rồi là không có đẹp. Quý vị thấy có nhiều mối tình nghe, động phòng rồi là không còn đẹp nữa. Nó ngộ gì đó quý vị ơi. Nhưng mà dở dở ương ương á lại đẹp hoài. Hiểu không? Nên chúng ta cứ làm sao tu trong cuộc đời này dở dở ương ương với nhau thôi. Đừng có thăng quá. Đừng có sáp lá cà. Đừng có thăng quá đi đến gặp nhau hoài. Đừng có ngồi nói chuyện với nhau hoài. Vậy đó mà mình với sống với nhau nó mãi mãi lo niệm Phật lo tu. Nhưng Đức thấy cái này hay lắm quý vị. Nha. Đó. Nên đây là những điều chia sẻ xác thực nhất từ về thế giới cực lạc, rồi mới diễn cảnh ra cõi ta bà, rồi diễn cảnh cõi ta bà, rồi làm sao mới về cực lạc. Ồ, tuyệt vời, đầy đủ hết trơn. Nó đầy đủ hết trơn rồi còn cái gì nữa. À, quá tuyệt vời. Bởi vì cái bữa nay là cái ngày Đức Phật đản sanh, mà nghe kiểu này thôi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngày hoan hỷ. Không, mình nói vậy thì chúng ta cùng hoan hỷ. Chứ không lẽ mình nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chê trách mình, mình buồn lắm. Mình nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoan hỷ. Mà thật sự Đức Phật hoan hỷ nên chúng sanh hoan hỷ nè. Đúng không? Nói, quý vị nghe buổi chia sẻ này quý vị thấy hoan hỷ không? Đúng rồi. Hoan hỷ. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni ngày hoan hỷ, ngày ở một cái quốc độ nào đó, ngày nói vậy nè: này các con, các con ngoan của ta. Ngài dùng cái câu mà thấy ấm áp cõi lòng vậy đâu nghe. Này các con ngoan của ta. Đức Thế Tôn vô cùng hoan hỷ khi thấy các con trong thời mạt pháp, một cái quốc độ mà nhiều sự đấu đá hơn thua tranh giành, mà hôm nay có một số các con đang ngồi đây nghe về tịnh độ một tiếng mấy đồng hồ. Ta là Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ví dụ ngài nói vậy đó nghe, ngài đưa tay ngài nói vậy đó: xin thọ ký cho tất cả các con đời này sẽ về cực lạc. Đó. Thấy không? Ồ, trong lòng mình vui sướng vô cùng nghe quý vị. Ai cũng hưởng được cái pháp lạc đúng không? Nó giống như gọi là cam lồ pháp vũ. Ôi, giải xuống cam lồ. Thấy không? Tuyệt vời, quý vị thấy mát quý vị. Đúng không? Thôi chúng ta phải về cực lạc còn an lạc hơn gì nữa nghe. Chúc quý vị an lạc nghe. A Di Đà Phật. Nguyện đem con được này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.